Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em đang theo dõi chương trình và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Hoa Kỳ tuyên bố trao cho Ukraine vũ khí chưa từng có, Nga gửi công hàm cảnh báo tới Mỹ. Nga đã nói với Hoa Kỳ rằng sẽ có hậu quả khó lường nếu nước này gửi những vũ khí mới cho Ukraine. Tờ Washington Post đưa tin đầu tiên rằng một công hàm đã được gửi tới chính quyền Biden. Diễn biến này diễn ra sau khi Hoa Kỳ gần đây đã thông báo rằng các loại vũ khí tấn công phức tạp hơn sẽ được gửi đến Ukraine như một phần của gói viện trợ trị giá 800 triệu đô la. Phát ngôn nhân ngũ giác đài, Thiếu tướng John Kirby đã hướng dẫn các phóng viên về gói viện trợ trong một cuộc họp báo, nói rằng nó bao gồm những khả năng mới mà chúng tôi chưa cung cấp cho Ukraine. Chúng tôi đã cam kết ngay từ đầu, ngay cả trước cuộc xâm lược, sẽ giúp Ukraine có thể tự vệ. Đây là một phần của điều đó. Và đây là đại diện cho các loại khả năng mà chính người Ukraine đã yêu cầu và nói rằng họ cần vì cuộc chiến này hiện đang tập trung vào miền đông của đất nước, tướng Kirby nói. Khi được một ký giả hỏi về phản ứng của Nga có thể sẽ như thế nào nếu Mỹ trao cho Ukraine nhiều vũ khí hiện đại như thế, tướng Kirby trả lời. Điều đó sẽ được người Nga giải thích như thế nào? Bạn có thể hỏi ông Putin và Điện Cẩm Linh. Ukraine đã tự mình chế ra một loại hỏa tiễn gọi là Neptune. Đó là một loại hỏa tiễn hành trình chống các tàu chiến do cục thiết kế lúc của Ukraine chế tạo. Thiết kế của Neptune dựa trên hỏa tiễn chống tàu chiến cây hết 35 của Liên Xô, với tầm bắn và hệ thống điện tử được cải thiện đáng kể. Hệ thống này được thiết kế để đánh bại tàu chiến và tàu vận tải đi theo đoàn hoặc di chuyển riêng lẻ. Hệ thống được đưa vào trang bị cho Hải quân Ukraine vào tháng 3 năm 2021. Hôm 13 tháng 4, tàu tuần dương Markova đã đi chính xác vào khu vực nó đã từng tấn công lính biên phòng của Ukraine trên đảo Rắn. Các tên lửa Neptune canh giữ biển đen đã gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng cho tàu Nga. Ukraine cho rằng Hoa Kỳ còn có loại hỏa tiễn mạnh hơn Neptune và đã khẩn khoản xin các loại hỏa tiễn đó. Biden đã công bố gói 800 triệu đô la trong một tuyên bố bằng văn bản trước đó. Ông cũng lưu ý rằng Nga đang chuẩn bị tập trung cuộc xâm lược vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, vì thế ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine các khả năng để tự vệ. Gói hỗ trợ mới này sẽ bao gồm nhiều hệ thống vũ khí hiệu quả cao mà chúng tôi đã cung cấp và các khả năng mới phù hợp với cuộc tấn công rộng lớn hơn mà chúng tôi cho rằng Nga sẽ triển khai ở miền đông Ukraine. Những khả năng mới này bao gồm hệ thống pháo, đạn pháo và thiết giáp. Tôi cũng đã chấp thuận việc chuyển giao thêm máy bay trực thăng. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao các khả năng quan trọng từ các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên khắp thế giới. Theo ngũ giác đài, danh sách khí tài quân sự mới bao gồm pháo 155 ly, một yêu cầu cụ thể từ Ukraine, 200 thiết giáp M113, 100 xe bọc thép, 300 máy bay không người lái Switchback và 11 máy bay trực thăng Mi-17. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 5 máy bay trực thăng như một phần của chuyến hàng trước đó. Và một lần nữa, người Ukraine đã nói rõ rằng trong cuộc chiến sắp diễn ra này, pháo binh là một nhu cầu quan trọng, không chỉ bản thân các loại pháo, mà còn các loại đạn đi kèm với nó, Kirby nói sau thông báo của Biden. Nhắc lại quan điểm của Mỹ không cử lực lượng Mỹ tham chiến ở Ukraine, tướng Kirby nói với các phóng viên, sẽ không có phi công Mỹ nào bay trực thăng vào Ukraine. Tàu phòng thủ bờ biển không người lái cũng được đưa vào danh sách dài các thiết bị, một số sẽ cần được đào tạo cụ thể. Khoản viện trợ bổ sung được đưa ra sau khi Biden lần đầu tiên gọi hành động của Nga ở Ukraine là tội ác diệt chủng và khi Zelensky cảnh báo Putin có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Cho đến nay, Mỹ đã hỗ trợ an ninh cho Ukraine hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Đức viện trợ quân sự 1 tỷ euro cho Ukraine. Chính phủ Đức cho biết, họ có kế hoạch trao hơn 1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Tài chính của nước này, Kristen Lehner, xác nhận chính phủ đã quyết định tăng viện trợ quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng lên 2 tỷ euro, trong đó phần lớn nhất dành cho Ukraine là viện trợ quân sự. Theo hãng tin AP,
Số tiền này chủ yếu được Ukraine sử dụng để mua thiết bị quân sự. Diễn biến này xảy ra sau những lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky và những lời chỉ trích từ các chính phủ Liên hiệp Âu Châu khác về việc Đức rõ ràng thiếu hỗ trợ quân sự cho Kyiv. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một video mới, trong đó ông cảnh báo rằng cuộc chiến sẽ trở thành một cuộc tắm máu bất tận, gieo rắc đau khổ, chết chóc và hủy diệt nếu không có vũ khí bổ sung. Nói bằng tiếng Anh, Zelensky nói, Ukraine đã tự vệ trước Nga lâu hơn nhiều so với kế hoạch của những kẻ xâm lược. Nhưng Nga vẫn có khả năng tấn công, không chỉ chống lại Ukraine. Ba Lan, Moldova, Romania và các nước Baltic sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo nếu quyền tự do của Ukraine bị sụp đổ. Ông nói, cần thêm vũ khí để cứu hàng triệu người Ukraine cũng như hàng triệu người Âu Châu. Chúng tôi cần pháo hạng nặng, xe thiết giáp, hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu. Kết thúc bài diễn văn, ông Zelensky nói, tự do phải được vũ trang tốt hơn chuyên chế. Các nước phương Tây có mọi thứ để biến điều đó thành hiện thực. Chiến thắng cuối cùng trước bạo chúa và số người được cứu phụ thuộc vào họ. Cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu tùy thuộc vào hiệu quả của các công cụ trừng phạt Nga. Hiệu quả của các công cụ trừng phạt Nga sẽ có tầm ảnh hưởng lớn đối với Liên bang Nga và quyết định cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết điều này trong bài phát biểu video của ông trước quốc dân vào tối thứ Sáu. Tôi chắc chắn rằng các bạn thường xuyên thấy trên các phương tiện truyền thông, Ukraine và phương Tây đưa tin về liệu cuộc chiến này có thể kéo dài bao lâu. Một số nói rằng một vài tuần, những người khác vài năm. Một số ý kiến cho rằng cuộc chiến sẽ kéo dài đến cuối năm nay. Và ai đó khuyên hãy chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với Nga, miễn là quốc gia này còn tồn tại. Zelensky nói rằng, tất nhiên, ông cũng nghe các dự đoán khác nhau, nhưng lưu ý rằng ông có nhiều thông tin hơn một số phương tiện truyền thông về ý định và khả năng của quân đội Nga. Đặc biệt, điều này liên quan đến tiềm năng của nền kinh tế Nga, trạng thái cảm xúc của xã hội ở Nga. Tất cả những điều này phải được tính đến trước khi nói rằng cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu. Do đó, chúng tôi phải tính đến hiệu quả của các công cụ ảnh hưởng đến Nga được Ukraine và toàn bộ liên minh phản chiến của chúng ta sử dụng nhằm chống lại sự xâm lược của Nga, ông nói. Zelensky nhấn mạnh rằng, thành công của quân đội Ukraine trên chiến trường thực sự có ý nghĩa, nhưng vẫn chưa đủ để làm sạch đất của Ukraine khỏi những kẻ chiếm đóng. Cần phải làm nhiều việc hơn nữa. Các lệnh trừng phạt đối với Nga là rất đáng kể. Nga đang đau đớn về kinh tế, nhưng vẫn không đủ để bộ máy quân sự của Nga bị dồn vào thế không có phương tiện tồn tại. Chúng ta cần phải thúc đẩy những cái mạnh hơn, phá hoại hơn, ông nói. Vì vậy, theo ông, đây là hai lĩnh vực quyết định cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Tổng thống Zelensky cho biết, có đến 918 khu dân cư được giải phóng khỏi quân xâm lược Nga. Có tới 918 khu vực đông dân cư ở Ukraine đã được giải phóng khỏi quân xâm lược Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết điều này trong bài phát biểu video của ông trước quốc dân vào tối thứ Sáu. Cuộc sống bình thường đang được nối lại ở các thị trấn vừa được giải phóng khỏi quân chiếm đóng. Khối lượng công việc thực sự rất lớn. Có tới 918 khu vực đông dân cư với quy mô khác nhau, nhưng không kém phần quan trọng đối với chúng ta, đối với Ukraine đã được giải phóng. Các trụ sở nhân đạo đã bắt đầu hoạt động lại tại 338 khu vực dân cư được giải phóng. Chúng tôi đang tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế thường xuyên và khẩn cấp. Ông Zelensky cho biết, có tới 1.018 cơ sở giáo dục trên khắp Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy hoặc làm hư hại. Các hoạt động rà phá bom mìn hiện đang được tiến hành và các nguồn cung cấp điện, nước và khí đốt đang được khôi phục.
Công việc của cảnh sát, bưu điện, chính quyền bang và địa phương cũng đang được nối lại. Việc tái thiết đường bộ và đường sắt đang được tiến hành. Đặc biệt, các tuyến đường sắt với Chernihiv và Nizhnin đã được nối lại vào ngày 16 tháng 4. Các chuyến tàu giữa các thành phố đã chạy trong vùng Sumy. Các đội Yuratodol và Yuzalisnisia đang làm việc khá hiệu quả. Và tôi biết ơn họ vì tốc độ như vậy, vì đã mang lại cho mọi người cảm giác về cuộc sống bình thường, thứ mà những kẻ chiếm đóng đã cố gắng phá hủy mãi mãi, ông Zelensky nói. Lực lượng Ukraine đẩy lùi 10 cuộc tấn công của kẻ thù trong ngày thứ Sáu. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công, phá hủy 3 xe tăng, một số hệ thống pháo và một thiết giáp của đối phương trong khu vực diễn ra chiến dịch liên hợp ở miền đông Ukraine trong ngày qua. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, do các hành động khéo léo của quân đội liên quân, 10 cuộc tấn công của địch đã bị đẩy lùi thành công trong ngày hôm nay. Các binh sĩ của chúng tôi đã gây ra tổn thất nặng nề cho quân chiếm đóng của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine lưu ý rằng, quân trú phòng Ukraine đã phá hủy 3 xe tăng, 3 hệ thống pháo, 1 đơn vị thiết bị đặc biệt, 2 xe cơ giới và 1 thiết giáp. Bên cạnh đó còn có 1 thiết giáp khác đã bị bắt sống. Ngoài ra, các đơn vị phòng không đã bắn rơi 6 máy bay không người lái Auckland 10. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022, tổn thất chiến đấu của Nga tại Ukraine đã lên tới gần 20.000 nhân sự. Nga đã chặn các trang web của Radio France Internationale. Theo Reuters, Nga đã chặn các trang web của Radio France International và dịch vụ tiếng Nga của The Moscow Times trong một cuộc đàn áp đang diễn ra nhằm vào các phương tiện truyền thông độc lập. Trang web tiếng Anh của Moscow Times đã không bị ảnh hưởng. Moscow Times xác nhận trong một tuyên bố. Tổ hợp tin tức này cho biết, động thái chặn trang web của họ của các quan chức Nga là vì một câu chuyện mà họ đăng tải về cuộc xung đột ở Ukraine. Đài phát thanh France Internationale cho biết họ chưa được cung cấp lời giải thích về lý do tại sao trang web của họ bị chặn đứng ở Nga. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.